Xin chào các bạn đã đến với kênh Mr. Coin và chúng ta hãy cùng quay trở lại với một cái video để mà cập nhật tình hình thị trường cũng như là mình sẽ chia sẻ với các bạn những cái tin tức quan trọng ở trên thị trường tài chính chung cũng như là thị trường cryptocurrency các bạn nhé. Các bạn thấy trong tuần vừa qua thì giá nó đã lên đến mức cao nhất là khoảng 25.000, sau đó thì đã liên tục giảm. Nó bắt đầu từ ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 rồi thứ 6 giảm rất là kinh khủng, một cây nến giảm tới khoảng 10%, đã đứt qua cái ngưỡng hỗ trợ là 22.600 cho tới 22.900 đây, đã khoảng 23.000 đây. Đã và đang test cái khu vực hỗ trợ thứ hai là từ 20.700 cho tới 21.200. Trong hai cuối tuần thì chúng ta thấy là có hai cây nến khá là bullish ở đây, đúng không ạ? Tuy nhiên thì sang ngày thứ hai, hôm nay là đầu tuần 22 tháng 8 thì giá lại điều chỉnh giảm xuống. Đó, các bạn thấy là giá đó đã giảm xuống mới bật nhật 4 giờ, các bạn xem sẽ dễ hơn. Đó, bây giờ thì rút chân lên đó, nhưng mà cũng chưa biết là như thế nào. Đó, nó sợ là nếu mà đứt cái khu vực hỗ trợ ở đây đó là khoảng 20.800 cho tới 21.200 thì có thể là sẽ test cái khu vực hỗ trợ sâu hơn là khoảng 19.000 ở dưới này. Đó, đó là kịch bản mà chúng ta không muốn, đặc biệt là nếu mà chúng ta đang hold hoặc là đang lướt những cái đồng coin. Hôm nay thì Bitcoin nó giảm, mình nghĩ một phần là bởi vì chứng khoán Mỹ nó cũng đã giảm rất là nhiều. Đó, các bạn thấy khi mà chứng khoán Mỹ tăng thì Bitcoin nó tăng theo không nhiều, thậm chí là còn đi ngang. Bây giờ chứng khoán Mỹ giảm thì Bitcoin giảm khá là nhiều. Hôm nay thì chúng ta có một cây nến ngày thứ hai ở đây, đúng không ạ? Cây nến rất là bearish. Đó, đã đứt cái đường trendline này rồi từ ngày thứ sáu cơ. Thứ hai thì tiếp tục cái đà giảm. Lúc này thì giá đang tiếp cận một cái khu vực hỗ trợ ở đây từ khoảng 4.156 cho tới 4.180. Bây giờ thì thực sự là chúng ta chỉ mong là Bitcoin nó test cái khu vực hỗ trợ hiện tại rồi có thể là nó sẽ bật lên. Đó, bật lên chứ nó không giảm luôn. Nó bật lên, có thể là bật lên lại những khu vực như là 21.900 cho tới 22.200 này, hoặc là 22.600 cho tới 22.900 ở đây. Đó, mình có đánh dấu bằng những cái đường kẻ này. Thì lúc đó thì altcoin có thể là sẽ bật tăng trở lại. Và những cái bạn nào mà nhỡ may chúng ta FOMO ở đoạn trên, chúng ta có thể thoát bớt lệnh đi. Đó, hoặc là thoát toàn bộ nếu chúng ta xác định là cái trend này là hết trend tăng rồi, có thể là sẽ giảm. Chúng ta lướt sóng thì mình nghĩ là chúng ta xác định trước là nếu mà thua thì mất bao nhiêu thì nó sẽ an toàn hơn. Đó, cái đoạn này mà hold thì nó cũng hơi là nguy hiểm, tại vì nếu Bitcoin nó giảm xuống nữa thì ăn có thể tiếp tục chia, và chúng ta sẽ rất là tâm lý. Đầu tháng này thì mình có chia sẻ với các bạn cái kỳ vọng là trong tháng 8 Bitcoin có thể lên được khu vực ít nhất là lên khoảng 25-26 ngàn. Đó, nếu mà tốt thì lên được khu vực khoảng 30-32-33 ngàn. Thì ở trong cái khoảng là đầu tuần vừa rồi thứ hai này và những ngày cuối của tuần trước đó nữa thì Bitcoin nó đã có những lúc mà lên được khu vực này khoảng 25.000. Đó, nhưng mà chỉ là giật dâu lên thôi. Và thực sự là cái kỳ vọng của mình nó vẫn chưa phải là đúng. Tại vì mình nghĩ rằng là Bitcoin nó phải lên được cái trên cao này cơ. Đó, mình nghĩ là Bitcoin nó phải lên được khu vực trên này cơ. Đó, tại vì ở chỗ này thì mới là cái Fibo 0.382 là khoảng 26.900. Thông thường mình thấy là trong những đợt điều chỉnh thì giá nó thường phải lên cái khu vực Fibo 0.382 rồi nó đâm thì nó mới đâm. Còn nếu mà nó không lên ở đây mà nó đã đâm luôn thì thực sự cái lực bán nó rất là mạnh. Và các bạn thấy là bắt đầu sau khi mà Bitcoin nó bị đâm mạnh sau cái vụ tháng 5 khi mà Luna Terra nó sập này, xong rồi Three Arrow Capital nó phá sản này kia, thì kể từ thời điểm đó có vẻ là cái sự tương quan giữa Bitcoin và chứng khoán Mỹ nó giảm đi rất là nhiều. Ở đây thì mình sẽ bật hai chart để các bạn có thể dễ dàng so sánh. Đó, các bạn thấy từ trước đó thì thực sự là hai cái chỉ số này nó rất là tương quan với nhau. Đó, nhưng mà kể từ sau khi mà thị trường sập rất là mạnh vào giữa tháng 6 tới khi mà nó hồi phục thì hai chỉ số này nó không đi cùng nhau nhiều nữa. Nếu mà kể trendline ra đi thì các bạn thấy được rằng là trong khi chứng khoán Mỹ mới chỉ đứt cái đường trendline của mình ở đây, đó, mới chỉ đứt ở đây thôi, thì Bitcoin là nó đi xuống tít tận đây rồi. Đó, hai trendline này rất là tương đồng với nhau, tại vì hai cái đáy này nó xảy ra cùng một thời điểm.
Đó. Và cái khu vực này của chứng khoán Mỹ nó tương đương với khu vực này của Bitcoin. Đó, thì trong khi chứng khoán Mỹ nó đã vượt qua khu vực này rồi. Đó, Bitcoin thì vẫn đang ở dưới rất là nhiều. Đó, vẫn đang ở dưới rất là nhiều. Thì liệu rằng hiện tại có phải là Bitcoin nó đang bị đì giá hay không? Bản thân mình trước đây thì mình nghi ngờ như vậy và mình cũng có chia sẻ với cả một số bạn trong nhóm Telegram. Và hôm trước mình lên Twitter giờ đọc thì CZ, đó, CZ cũng đưa ra một cái câu nói khá là ẩn ý là they want to buy cheap, có nghĩa là họ đang muốn mua ở mức giá rẻ và không phải lời khuyên đầu tư. Có vẻ như là chủ một cái sàn rất là lớn là CZ thì ông ấy nắm những thông tin, những dữ liệu xem là whales nào họ chuyển coin vào rồi họ làm gì. Đó, họ có những cái thao túng như nào để mà họ có thể đi giá xuống rồi họ mua. Thì có vẻ như là CZ đang muốn nói tới cái điều đó, đang có những cá mập họ đi giá xuống để họ mua ở mức giá rẻ. Đó, nhiều người thì nghĩ rằng là CZ chính là người thao túng thị trường rồi đăm giá này kia. Mình thì mình nghĩ là CZ chỉ chạy những con bot để mà đưa chúng ta những cái lệnh limit order, những cái sổ lệnh dày để chúng ta dễ dàng khớp lệnh mà thôi. Chứ mình không nghĩ là CZ lái lên lái xuống như vậy. Mình không nghĩ là chính CZ tự giết cái dự án Terra Luna hoặc là Samsung giết cái dự án đó. Mình không nghĩ như vậy. Đó, mình nghĩ là có những cái hedge fund, những cái quỹ đầu tư lớn khác là họ làm cái việc này. Lý do tại sao mình nghĩ như vậy? Tại vì hai người là CZ và Samsung thì đều là chủ của những sàn giao dịch và rõ ràng là ở trong cái uptrend thị trường tốt thì cái khối lượng giao dịch nó sẽ tốt hơn và cái doanh thu của họ sẽ tốt hơn là ở trong cái giai đoạn downtrend. Và họ cũng đầu tư vào rất là nhiều những cái startup về crypto. Họ không muốn là thị trường xấu rồi dòng tiền nó không đổ vào những cái startup, những cái đồng coin mà họ đã đầu tư từ đầu. Và ngoài ra có một lý do nữa tại sao mình nghĩ rằng giá của Bitcoin đã bị đâm, đã bị thao túng xuống để ai đó có thể mua được rất là nhiều Bitcoin spot là những dữ liệu on-chain. Các bạn thấy là cái thời điểm mà Bitcoin đâm rất là mạnh tuần trước là ngày thứ sáu, là ngày 19 tháng 8, thì thời điểm 18 và 19 tháng 8 Bitcoin đã rút ra khỏi cái sàn rất là nhiều. Trong khi đó thì cái funding rate về futures thì âm rất là nhiều và cái lượng âm này thì nó lớn hơn ở trong quá khứ khá là nhiều. À, nó tương đồng với cả cái lượng âm của cái thời điểm 14 tháng 6, thời điểm mà thị trường đâm kinh khủng nhất. Đó, thì mình nghĩ là ngoài những cái retail traders, những cái trader nhỏ lẻ chúng ta thấy cái trend nó giảm, chúng ta vào, chúng ta short theo, thì nhiều khả năng là những cái whales họ dùng futures họ đâm giá xuống để mà những người mà weak hands, những người mà tay yếu họ phải bán cái lượng Bitcoin spot của họ ra. Và những cái whales này họ sẽ mua được Bitcoin spot để mà họ hold lâu dài, họ chuẩn bị cho một cái chu trình tăng của Bitcoin. Có thể là không nhất thiết là trong năm nay đâu, có thể là trong năm sau, nhưng mà họ sẽ cần phải gom đủ. Đó, thì mình nghĩ đó chính là cái kịch bản đã diễn ra tại sao mà Bitcoin nó đang rất là mạnh. Đang mạnh hơn nhiều so với cả cái đà giảm của chứng khoán Mỹ. Các bạn thấy là khi mà chứng khoán Mỹ tăng thì Bitcoin nó tăng rất là yếu, thậm chí là đi ngang. Chứng khoán Mỹ thì giảm một chút thôi thì Bitcoin nó đang rất là kinh khủng. Nếu kịch bản này thực sự là đúng, ai đó đang cố gắng đâm giá Bitcoin xuống để mà gom Bitcoin, thì đây sẽ là một cái tín hiệu tốt dành cho những người mà hold Bitcoin và tin tưởng vào cái tiềm năng dài hạn của Bitcoin. Còn nếu mà trade thì thực sự là chúng ta sẽ luôn luôn phải dựa vào những cái setup, những cái tín hiệu mà thôi. Lúc này khi mà Bitcoin nó giảm như vậy nhưng mà nó lại chạm cái khu vực hỗ trợ thì thực sự là mình cũng không biết là long hay short nữa. Đó, bản thân mình thì mình tìm những cái đồng altcoin mà vẫn đang ở trong trend tăng, chạm hỗ trợ và mình long. Đó, khi nào mà có tín hiệu hết cái trend tăng đó thì mình thoát. Đó, còn hiện tại đa phần những đồng altcoin thì nó đã bắt đầu cái sự suy yếu trend tăng của mình từ trước đó và có thể là sẽ đảo chiều. Còn để mà short thì bản thân mình nghĩ rằng là nó sẽ phải đâm cái khu vực hỗ trợ này đã rồi retest lại, có thể lúc đó thì mình sẽ cân nhắc là nó short. Đó, còn bây giờ thì mình cũng không biết là làm như nào, đúng không ạ? Trading thì luôn luôn phải chấp nhận rủi ro thôi. Chắc là xác định là trade 100 kèo thắng 50 kèo. Và lúc mà thắng thì hơn là thua, lãi hơn là lúc mất khi thua. Đó là ok rồi. Nó không thể nào mà chúng ta thực sự là bản thân mình cũng có lúc cố gắng để mà mình có cái win rate càng cao càng tốt. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái giải pháp tốt hơn là chúng ta chấp nhận cái rủi ro, chấp nhận sẽ có rất nhiều kèo thua. Đó, nhưng mà khi mà thắng thì chúng ta sẽ cố gắng tối ưu cái kèo thắng đó là ok. Đó là kỷ luật trong cái phương pháp phân bổ vốn. Thì đó là cái chia sẻ của mình dành cho những bạn nào mà trading. Còn holding thì rất đơn giản thôi, chúng ta cứ gom dần, gom dần, gom dần. Không all in để mà tâm lý, mà chúng ta cứ gom dần, thị trường sợ lại gom một ít, thị trường sợ lại gom một ít, thì mình nghĩ là ok.
Trong tháng 9 sắp tới thì vào cái giai đoạn từ ngày 15 tới ngày 16 tháng 9 thì khả năng cao là chúng ta sẽ có cái update của Ethereum. Ethereum Mainnet sẽ được giáp nối với cả Ethereum Beacon Chain để mà hình thành cái Proof of Stake blockchain. Thì nhiều khả năng đây sẽ là một cái sự kiện thu hút sự chú ý của cộng đồng rất là nhiều và nhiều người sẽ kỳ vọng với tương lai của crypto nói chung và của Ethereum nói riêng. Và rất là trùng hợp cái sự kiện này nó diễn ra chỉ 2 ngày sau cái thời điểm công bố CPI vào tháng 9 của Mỹ. Đó, CPI sẽ công bố vào ngày 13 tháng 9, thì 2 ngày sau chúng ta sẽ có Ethereum Merge. Và nhiều khả năng là CPI nó sẽ tốt, lạm phát của Mỹ sẽ giảm ở trong cái tháng tiếp theo. Đó, lý do là bởi vì hiện tại giá xăng dầu bán lẻ của Mỹ cũng giảm rất là nhiều và giá xăng dầu là cái thành tố chính gây ra lạm phát. Các bạn nhớ là cái đợt công bố CPI gần đây đúng không ạ? Đó, thì giá Bitcoin rồi giá chứng khoán Mỹ đã pump lên rất là nhiều. Thì mình nghĩ khả năng cao cái việc đội dự án Ethereum họ chọn nâng cấp vào cái thời điểm ngày 15 tháng 9 nó không phải là trùng hợp đâu mà có một cái kế hoạch cả. Chúng ta nên chú ý tới những cái đồng altcoin liên quan tới Ethereum, những cái đồng Layer 2 hoặc những cái dự án DeFi lớn, những cái dự án NFT lớn, những sàn NFT lớn ở trên Ethereum. Có thể là sẽ có được pump vào trong cái giai đoạn đó. Nếu mà có những cái tín hiệu tốt ở trên chart, chúng ta có thể phân bổ vốn ta vào. Đó, mình nghĩ sẽ là một cơ hội ok. À, tuy nhiên, từ bây giờ cho tới đó thì là một khoảng thời gian cũng khá là dài, cũng khoảng 3-4 tuần. À, và chúng ta cũng không thể biết được rằng là diễn biến giá từ bây giờ tới đó nó sẽ như nào. Đó, có thể là giá nó sẽ pump lên, đúng không ạ? Bitcoin có thể pump lên. Đợt này nó chỉ là cái đợt nó check out rồi sau đó Bitcoin sẽ pump rất là nhiều. Đó, rồi đi ngang cho tới cái giai đoạn giữa tháng 9 thì altcoin pump này rồi Ethereum pump này kia. Hoặc là Bitcoin nó sẽ đâm rất là kinh khủng. Đó, rồi altcoin lại chia tiếp rồi tới giữa tháng 9 thì altcoin nó lại hồi trở lại rất là nhanh. Đó, mình cũng không biết là nó sẽ như nào. Đó, nên là luôn luôn thì mình nghĩ là chúng ta phải chấp nhận rủi ro là một này, phân bổ vốn rồi có cái stop loss này kia. Và nếu mà sai xu hướng thì chúng ta chạy. Thì mình nghĩ là nó sẽ là cái an toàn nếu mà những bạn nào mà muốn lướt sóng ở trong cái sự kiện đó. Tiếp theo chúng ta hãy cùng điểm qua những tin tức quan trọng về tài chính chung. Vào thứ sáu tuần này, ngày 26 thì chúng ta sẽ có một sự kiện là ông chủ tịch Fed, ông Jerome Powell sẽ phát biểu tại một hội nghị về ngân hàng trung ương toàn cầu. Đây là hội nghị thường niên rất là quan trọng được tổ chức tại cái resort tên là Jackson Hole thuộc cái bang Wyoming của Mỹ. Ở trong cái hội nghị này thì ông Jerome Powell khả năng cao là sẽ phát biểu ở những ý kiến của mình về cái chính sách tiền tệ tiếp theo, cái việc là nâng lãi suất nhanh hay chậm là tiếp theo, nên là khả năng thị trường sẽ có những cái biến động khi một cái sự kiện này xảy ra, đặc biệt là vào cái thời điểm thứ sáu, thời điểm cuối cùng của cái tuần giao dịch. Nên là mình nghĩ là các bạn cũng có thể quan tâm tới cái sự kiện này. Thì dự kiến là ông Jerome Powell sẽ phát biểu vào lúc 14 giờ GMT, cộng 7 vào đây là ra 21 giờ, 9 giờ tối giờ Việt Nam, ngày thứ sáu. Hôm nay thì cũng không có quá nhiều thông tin về tình hình tài chính chung. Tuy nhiên thì những cái bài báo nó cho thấy là tình hình kinh tế thế giới nó đang không được tốt cho lắm. Ở Trung Quốc thì GDP quý 2 vừa qua thì nó đã suýt âm, gần cái mức là khoảng 0%. Rồi ở trong tháng 7 vừa qua thì GDP nó đã giảm khá là nhiều so với cả kỳ vọng. Lý do là bởi vì những cái sự mất niềm tin của người dân vào cái thị trường bất động sản của Trung Quốc, rồi cái chính sách Zero Covid nó cản trở kinh tế rất là nhiều ở Trung Quốc. Và lúc này ngân hàng Trung ương Trung Quốc thì nhiều khả năng là sẽ hạ cái lãi suất xuống để mà thúc đẩy nền kinh tế. Đã cho thấy những tín hiệu không hay với cả kinh tế Trung Quốc. Và những ngân hàng lớn ở thế giới như là Goldman Sachs và Nomura thì họ đã hạ cái dự báo GDP của Trung Quốc xuống. Ở châu Âu thì tình hình cũng không được tốt cho lắm. Đó, hiện tại thì châu Âu nó đang bị cái vấn đề là kinh tế chậm lại này, rồi lạm phát này kia bởi vì cái giá dầu nó tăng cao. Ngân hàng Trung ương châu Âu thì để kiểm soát cái lạm phát thì khả năng cao là sẽ phải nâng cái lãi suất của mình tiếp với mức là khoảng 50 điểm cơ bản 0,5% ở trong cái kỳ họp tháng 9 sắp tới. Đó, và lúc này cái đầu tàu kinh tế của châu Âu là Đức thì cái xuất khẩu của Đức đã giảm 7,6% ở trong tháng 7. Đó, lý do là bởi vì cái mối quan hệ xuất khẩu của Đức với Nga thì nó đã bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Đó, mà Đức là cái đầu tàu kinh tế của châu Âu thì đây là một cái vấn đề khiến cho
kinh tế châu Âu chậm lại. Chúng ta có kinh tế Trung Quốc và kinh tế châu Âu đều không được tốt. Ở Mỹ thì nhiều những nhà kinh tế học họ dự đoán rằng là Mỹ sẽ rơi vào cái recession, cái suy thoái kinh tế trong vòng 1 cho tới 2 năm nữa. Và nhiều người còn nói rằng cái suy thoái kinh tế là cần thiết để mà có thể làm cho cái lạm phát của Trung Quốc nó giảm xuống. Mặc dù là cái số liệu lạm phát tháng 8 nó tốt hơn so với cả tháng 7, nhưng mà hiện tại cái lạm phát của Mỹ vẫn rất là cao, và cao hơn cái mức target là 2% của Fed rất là nhiều. Đó, mà khi mà lạm phát nó chưa đạt cái target thì rất là khó để Fed có thể tổ chức QE, tổ chức in tiền ra như là giai đoạn 2020, 2021 nữa. Đó, nên là những cái bạn nào mà đang chờ thị trường tăng mạnh trở lại để mà đạt cái đỉnh cũ thì mình nghĩ nhiều khả năng là sẽ cần phải kiên nhẫn hơn. Tại vì dù sao khi mà Fed họ in tiền ra nhiều thì các thị trường mới tăng trưởng được. Đó, lúc nào cũng như vậy. Có thể sang năm thị trường nó hồi lại, nhưng mà để mà uptrend mạnh như 2020, 2021 thì mình nghĩ có lẽ là phải chờ tới khi 2024, 2025. Đó, nên là chúng ta cũng cũng nên kiên nhẫn. Đó, và đôi khi chúng ta quên thị trường ấy đi, chúng ta tìm cách kiếm thêm cái thu nhập để mà chuẩn bị cho cái cơ hội sau. Đó, có thể là lúc này kinh tế thế giới nó đang đi dần vào cái suy thoái, và sang năm thì suy thoái trong một cái năm đó, rồi cuối cái năm sau thì mọi người bắt đầu in tiền ra nhiều, và lúc đó thị trường sẽ được đẩy lên, và thì chúng ta sẽ có cái khoảng chuẩn bị. Là chúng ta nghĩ là chờ đợi thì nó sẽ rất là áp lực, đúng không ạ? Chúng ta nói là có khoảng chuẩn bị trong vòng 1-2 năm tới đó, để mà chúng ta tận dụng cái uptrend tiếp theo đó. Và chúng ta nếu mà xác định là hold coin chẳng hạn, hold những đồng coin mà đang bị lỗ, đang bị đu đỉnh và chúng ta không muốn là chốt ra chẳng hạn, thì có lẽ là quên đi đó, chúng ta tập trung làm cái việc khác. Đó, rồi tới cái thời điểm các bạn xem thời sự thấy khủng hoảng kinh tế rồi Fed bắt đầu ra những gói cứu trợ, lúc đấy các bạn quay trở lại thị trường là ok. Đó, thì đó là cái suy nghĩ của mình. Tại vì cái vấn đề này nó đã lặp đi lặp lại được khoảng 2 lần rồi. 2009 nó cũng như vậy này. Rồi 2020 đúng không ạ? Chúng ta có Covid thì cũng nhờ cái gói cứu trợ đó, nhờ cái lượng tiền bơm vào đó mà thị trường nó lên rất là nhiều. Tiếp theo là những thông tin về thị trường cryptocurrency. Thông tin đầu tiên là về sàn FTX. Theo CNBC thì doanh thu của sàn FTX vào năm 2021 đã tăng khoảng 1.000% so với năm 2020. Doanh thu đã tăng từ 89 triệu USD lên 1 tỷ USD, đã tăng khoảng hơn gấp 10 lần. Có lẽ là bởi vì thị trường uptrend người ta FOMO rất là nhiều vào FTX để mà đánh futures này kia. Đó, rồi mua spot trên FTX. Đó, thì khiến doanh thu tăng rất là nhiều. Cái điểm nhấn của bài viết này đó là bài viết nó chỉ ra được cái điều là so với cả nhiều sàn phương Tây khác, ví dụ là Coinbase chẳng hạn, thì FTX đang làm tốt hơn, trong khi Coinbase thì họ phải cắt giảm nhân sự này, đó, rồi họ không tuyển mới, rồi trong quý 2 họ còn báo là lỗ mất 1,1 tỷ USD. Thì FTX như các bạn biết là họ đã kêu gọi thêm vốn này, rồi họ mua thêm những cái công ty về crypto khác ở trên thị trường, và hiện tại thì họ vẫn đang on track để mà đạt cái doanh thu là 1,02 tỷ USD trong năm 2021. Mặc dù vậy thì FTX không phải là một sàn giao dịch dành cho những cái nhà giao dịch mới. Đó, tại vì chỉ có 16% cái doanh thu là đến từ giao dịch spot mà thôi, đa phần doanh thu là đến từ futures. Đó, các bạn biết là đánh futures thì thường là những người mà đã có cái kinh nghiệm trên thị trường rồi thì họ mới giao dịch những cái sản phẩm về phái sinh như là future, như là option. Còn đa phần mới thì chúng ta sẽ đánh spot. Lúc này thì FTX họ đang mở rộng cái tham vọng của mình ra, và Samsung mới mua lại 7,6% cái cổ phần của cái ứng dụng trading stock rất là nổi tiếng của Mỹ là Robinhood, để mà mở rộng FTX ra, không chỉ là tập trung vào cryptocurrency mà còn là một cái ứng dụng để mà giao dịch rất là nhiều loại tài sản nữa. Đó, rồi đánh vào tập người dùng là ở Mỹ. Đó, điều này thì nhiều khả năng sẽ khiến cho cái vị thế tài chính này cũng như là danh tiếng của FTX nó tăng lên rất là nhiều ở trong thời gian sắp tới. Và FTX Ventures cùng với cái quỹ Alameda Research của Samsung luôn thì cũng đầu tư vào rất là nhiều những cái dự án cryptocurrency. Đó, do đó thì mình nghĩ đây là những cái dự án mà các bạn cũng có thể theo dõi. Đó, những tay chơi lớn họ làm gì, họ đầu tư vào đâu. Đó, thì chúng ta cũng nên đi theo đó, để chúng ta tìm kiếm cơ hội ở đó. Đó, thì mình nghĩ là cũng rất là hợp lý. Tiếp theo chúng ta có một cái bài phân tích của một cái chuyên gia phân tích về dữ liệu on-chain. Chuyên gia này đã chỉ ra rằng cái người hackers mà hack mất khoảng 400 triệu USD từ cái sidechain Ronin của dự án thêm Axie Infinity hồi tháng 4, tháng 5 vừa rồi. Thì cái hacker này rất là thú vị, đã không lưu trữ tài sản ở trên Ethereum.
Mặc dù Ronin là một cái sidechain của Ethereum, mà hacker này đã đổi cái lượng tài sản này từ những cái đồng Ether, từ những cái đồng ERC20 sang Bitcoin và lưu trữ ở trên Bitcoin. Cái số tiền lên tới hàng trăm triệu USD. Điều này thì cho thấy cái niềm tin của người hacker này vào Bitcoin Network nó thực sự là không phải một ví dụ hay khi mà Bitcoin Network được sử dụng bởi một người hacker. Tuy nhiên, cũng cho thấy cái sức mạnh của Bitcoin trong việc lưu trữ tài sản. Các bạn để ý là không có một cái loại tài sản nào có khả năng lưu trữ giá trị tốt như là Bitcoin Network. Cho dù đó là nhà, đất này, vàng hay là cổ phiếu, trái phiếu nào định đều không có khả năng bằng Bitcoin. Đó, thì điều này củng cố cái niềm tin của mình thêm vào Bitcoin Network. Đó, mặc dù đây không phải là một cái ví dụ hay, đúng không ạ? Nhưng mà giống như là không khí vậy, đúng không ạ? Ai trong chúng ta cũng hít thở đó, cùng cái bầu không khí với cả những cái người khác, có người xấu, có người tốt, đã có tội phạm, rồi có những người rất là lương thiện. Bitcoin được sử dụng bởi rất là nhiều người. Bitcoin giống như là không khí, nó mở cho tất cả mọi người. Đã có những người sử dụng nó cho mục đích xấu, nhưng mà cũng có những người sử dụng nó cho mục đích tốt. Ví dụ một quốc gia có chiến tranh, rồi có vấn đề này kia, rồi có những cái khủng bố với sắc tộc này kia, rồi một cái gia đình họ phải trốn ra nước ngoài đi. Họ không thể nào mà dễ dàng ôm những cái tài sản vật lý như là vàng bạc để ra nước ngoài được, đúng không ạ? Họ sử dụng Bitcoin, mà họ đi bất kỳ đâu thì cái tài sản đó họ vẫn truy cập được, giống như việc là cái tài sản nó luôn luôn đi theo bạn vậy. Đó, thì thực sự đây là cái giá trị của Bitcoin Network, và những cái nhà giàu khi mà họ nhận ra Bitcoin Network cái giá trị như vậy rồi họ cứ đổi tiền sang Bitcoin, đúng không ạ? Để mà họ lưu trữ ở đó thì sẽ đẩy giá trị của Bitcoin Network lên rất là nhiều. Đó, nên là ở đầu video khi mà mình chia sẻ rằng là nhiều khả năng ai đó đang tìm cách đi giá xuống để mua Bitcoin ở mức giá rẻ. Đó, thì mình nghĩ là những cá nhân này họ cũng nhận ra được cái giá trị này của Bitcoin đã, và có niềm tin rất là lớn vào Bitcoin. Và tiếp theo chúng ta đã có thông tin là Tether đã cung cấp một cái báo cáo kiểm toán mới đã từ công ty kiểm toán BDO, là công ty top 5 trên thế giới về kiểm toán. Và thì cái báo cáo này cho thấy là Tether họ đã giảm rất là nhiều cái lượng tài sản của mình đầu tư vào trong những cái loại trái phiếu của các cái công ty tổ chức này kia, gọi tắt là commercial paper. Trước đây thì họ đầu tư tới 20 tỷ vào trái phiếu của những công ty tổ chức này. Bây giờ thì còn 8,5 tỷ mà thôi, có nghĩa là giảm cái rủi ro của họ đi rất là nhiều. Tại vì đầu tư trái phiếu của công ty này kia thì có thể là công ty đó vỡ nợ thì cái tài sản này sẽ bị ảnh hưởng. Và Tether đã tăng cái lượng tiền mặt đó, cũng như là cái lượng tiền gửi ngân hàng, là những loại tài sản an toàn hơn, là thêm 32%. Đây là một tín hiệu khá là tốt đối với cả Tether và đồng coin USDT, đã cho thấy là nhiều khả năng USDT vẫn giữ cái vị trí số 1, cái vị trí thống trị của mình ở trên thị trường stablecoin. Còn stablecoin thuật toán thì nhiều khả năng là đã ra đi cùng với cả UST của hệ Terra Luna rồi. Hôm trước thì mình có gặp một cái anh theo dõi kênh Mr. Coin, với cơ duyên theo dõi kênh Mr. Coin, và mình gặp cái anh ấy ở ngoài đời. Thì anh ấy là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, anh có chia sẻ với mình rằng là một thuyết âm mưu là nhiều khả năng là chính phủ Mỹ họ mong muốn cái sự phát triển của cryptocurrency, họ mong muốn cái sự phát triển của Bitcoin. Tại vì cái sự phát triển này có thể khiến cho đồng USD được sử dụng rộng rãi hơn ở trên thế giới. Khi mà chúng ta sử dụng stablecoin thì chúng ta đang sử dụng USD. Đó, bây giờ chúng ta không có stablecoin thuật toán nào được sử dụng nhiều nữa, mà tất cả stablecoin chúng ta sử dụng đều là stablecoin được đảm bảo giá trị bằng USD. Đúng không ạ? USDT này, BUSD, USDC đó, đều như vậy. Đó, thì có cái thuyết âm mưu rằng là chính phủ Mỹ họ muốn cái điều này xảy ra. Tại vì khi mà càng nhiều người sử dụng USD thì cái khả năng in tiền của Mỹ nó lại càng dễ dàng hơn. Đó, thì các bạn nghĩ gì về cái thuyết âm mưu này? Các bạn nghĩ rằng nó có hợp lý hay không? Và liệu rằng chính phủ Mỹ sẽ thúc đẩy cái công nghệ cryptocurrency hay là sẽ tìm cách để mà quản lý nó chặt chẽ này kia, hoặc là sẽ có CBDC để mà thay thế ở trong tương lai? Các bạn thì comment ở phần bình luận của video. Hôm nay thì mình làm video này cũng là khá dài rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi, và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.